Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Thì cái vụ tịnh thất Bồng Lai cũng đã xảy ra được rất là lâu rồi. Thì đến cái thời điểm này, hiện tại cái vụ tịnh thất Bồng Lai cũng đang dần lắng xuống. Nhưng với cái vụ việc anh Nguyễn Xin đã đăng những cái thông tin, cái dòng trạng thái trên trang Facebook cũng như những cái bộ phim nói về tịnh thất Bồng Lai và cái cô bé Diễm My hiện tại vừa rồi cũng đã mới bỏ nhà ra đi thêm một lần nữa, nhưng cũng đã về từ đêm hôm qua ngày 24 tháng 12 năm 2019. Thì cái vụ việc hiện tại bây giờ cũng đã quay trở lại show, đã lắng động lại một tí rồi, tất cả mọi chuyện đã được ổn thỏa, Diễm My cũng đã về nhà và tịnh thất Bồng Lai hiện tại bây giờ cũng đang rất yên ổn, năm chú tiểu sống trong một cái bình an, cũng có đăng video lên làm những cái video về Phật và đọc những cái bài thơ về về bên Phật, bên giáo Phật. Thì vừa rồi đây mình cũng mới vừa nhận được một cái thông tin về gọi như là bà Thích Hệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội đã ký một vào một cái văn bản gọi như là làm rõ về báo cáo về vụ việc trên tịnh thất Bồng Lai. Thì mình mới nhận được cái thông tin này thì mình sẽ đọc lại để gửi tới quý vị và các bạn để các bạn xem xét. Thì cái tịnh thất Bồng Lai này trước khi mình đọc thì mình đã có đọc sơ qua cái vụ này. Thì tịnh thất Bồng Lai hiện tại bây giờ là Phật giáo Việt Nam không công nhận là tịnh thất Bồng Lai là cơ sở Phật giáo của Việt Nam mà là chỉ là biến gia thành tự. Thì trong thời gian vừa qua cũng như cái vụ việc của cô Diễm My này kia thì các bạn cũng đã biết hết rồi, đã có làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong trong xã hội và trong khu vực. Thì bên ban Phật giáo Trung ương có gửi một cái công văn và ký vào một cái văn bản để gửi tới quý vị và các bạn. Thì Lực Tàng cũng đã cập nhật được và hiện tại thì bây giờ Lực đang cầm trên tay và bây giờ Lực đọc luôn để tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Xin mời mọi người lắng nghe. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị báo cáo về tịnh thất Bồng Lai. Ngày 19 tháng 12, bà Thích Hệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn số 501 CV Hội đồng Trị sự gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đề nghị báo cáo về vụ việc liên quan tới tịnh thất Bồng Lai. Đây cũng chính là lần đầu tiên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đề nghị báo cáo về vụ việc liên quan tới tịnh thất Bồng Lai. Được biết trong thời gian gần đây trên mạng xã hội đang xôn xao tranh cãi sự việc liên quan tới tịnh thất Bồng Lai. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An báo cáo về hai vấn đề. Thứ nhất, tịnh thất Bồng Lai tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có phải là cơ sở hợp pháp thuộc sự quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An hay không? Thứ hai, các vị đang sống và sinh hoạt tại tịnh thất Bồng Lai có phải là tu sĩ Phật giáo thuộc sự quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An? Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã phúc đáp rằng công văn 083 CV Ban Trị sự do Thầy Thích Quảng Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự ký ngày 20 tháng 12 năm 2019 gửi đến Hội đồng Trị sự khẳng định tư thất Bồng Lai tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa không phải là cơ sở thờ tự của viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Các vị đang sống và sinh hoạt tại tư thất Bồng Lai không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Đại Đức Thích Lệ Duyên, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng cho biết, tư thất Bồng Lai không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và những vị đang sinh hoạt, sinh sống tại tư thất Bồng Lai cũng không phải là tu sĩ Phật giáo. Trong thời gian qua, những hoạt động của nhóm tư thất Bồng Lai đã ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Long An nói riêng rất là nhiều. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây Hồ Trường Ca cho biết, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa tiến hành điều tra, xác minh vụ việc gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là giới thờ tự trên địa bàn xã. Đây không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này do một người từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An để lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận đây là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Vì vậy, thực chất đó là biến gia thành tự với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, ông Hồ Trường Ca cho biết. Biết tại tịnh thất Bồng Lai, tự xưng này, thời gian qua đã có hai sư thầy thi hát bolero trên truyền hình và đây gần đây là năm chú tiểu thi chương trình Thách thức danh hài và còn đóng góp clip hay
hài đăng trên mạng xã hội được nhiều người chú ý vì sự hóm hỉnh và hài hước. Đây cũng là sự ồn ào liên quan đến vụ việc năm 2018 có một người dân gọi điện thoại liên hệ trưởng công an xã Hòa Khánh Tây để làm giấy tờ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho một số trẻ em sinh sống tại chùa nhưng bị ngã giá 100 triệu đồng, theo báo Long An. Cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị quý Phật tử, đạo hữu hết sức cảnh giác với các cá nhân, hiện tượng mạo danh cơ sở thờ tự Phật giáo để hoạt động tuyên truyền trái phép, cũng như hoạt động tiền, vật chất phục vụ các mục đích không chính đáng, vi phạm pháp luật. Quý Phật tử nào thấy các hiện tượng hoặc cá nhân có khả nghi, xin hoan hỷ thông báo tới chính quyền hoặc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam địa phương nơi gần nhất hoặc đường dây nóng phatgiao.org.vn để được tường minh. Thì vừa rồi mình có đọc qua một cái công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng như là Trung ương Giáo hội Phật giáo của Việt Nam mình, là đã không công nhận và chắc chắn một câu rằng tỉnh Thất Bồng Lai không phải là nơi từ thờ tự mà là chính thống, mà là chỉ là biến ra thành tự. Thì từ hồi giờ đến giờ thì nó đã xảy ra những cái vụ việc như vậy, thì tất cả mọi người cũng chưa biết được tỉnh Thất Bồng Lai là chính thống hay không. Thì bây giờ mình đã có một công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới quý vị và các bạn. Cái này hoàn toàn là chính xác, từ Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi tới công văn tới tất cả mọi người để mọi người biết, và có một cái nhắc nhở rằng nếu như phát hiện ra trường hợp nào thì mọi người hãy thông báo về Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có cái cách xử lý chính đáng. Thì trong cái thời gian vừa qua, tất cả mọi người và fan hâm mộ bên tỉnh Thất Bồng Lai cứ cho rằng và suy nghĩ một cách sai lầm rằng tỉnh Thất Bồng Lai là một nơi tu dưỡng thờ tự chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ các bạn đã sai lầm hoàn toàn, và cái công văn này là được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra, cho nên không thể nào sai lầm được. Thì có những ý kiến trái chiều bên phía người hâm mộ của tỉnh Thất Bồng Lai nói rằng biến gia thành tự thì sao? Thì chỉ cần bên tỉnh Thất Bồng Lai nuôi dưỡng trẻ mồ côi và làm những công việc giúp ích cho xã hội thì không có vấn đề gì phải nói về tỉnh Thất Bồng Lai. Hoàn toàn các bạn đã sai lầm. Nếu như các bạn hoạt động một cái tỉnh thất hay là bất cứ một cái gì đụng chạm và ảnh hưởng đến pháp luật, cái này là đã ảnh hưởng và đụng chạm đến Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng như Phật giáo và Giáo hội Việt Nam của Trung ương, thì tất cả mọi cái sai lầm thì sẽ bị xử lý và xử phạt. Còn cái vấn đề nuôi những cái chút tiểu hay là những cái người cơ nhở ở trong tỉnh Thất Bồng Lai thì cái đó hoàn toàn Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng như Trung tâm Giáo hội Phật giáo của Trung ương không biết về cái chuyện này, cho nên mọi người hãy suy nghĩ một cách sâu xa hơn và chính xác hơn. Và Trung tâm Giáo hội Phật giáo cũng đưa ra một cái khuyến cáo rằng tất cả mọi người hãy bình tĩnh và không nên vì lòng thương hại, vì lòng trắc ẩn mà giúp đỡ những cái nơi không phải là chính thống để cho người ta trục lợi, để thu về những khoản tiền cũng như những cái vật chất mà bên mạnh thường quân giúp đỡ để làm những cái công việc trục lợi cho bản thân. Thì tất cả mọi sự việc vừa rồi mình đọc là toàn bộ là trên báo chính thống của Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là Trung ương Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Và cái vụ việc tỉnh Thất Bồng Lai đến bây giờ cũng đã chưa có hồi kết. Hiện tại bây giờ sự việc cũng đang dần nóng lên bởi những thông tin của anh Nguyễn Xin cũng như là gia đình của Diễm My. Vừa rồi bé Diễm My cũng đã bỏ đi một lần nhưng cũng đã về vào đêm 24 vừa rồi. Thì tỉnh Thất Bồng Lai hiện tại bây giờ là đang phải đối đầu với những cái bằng đơn tố cáo của bên phía nhà ông Thắng cũng như là bên những cái bằng chứng vạch trần âm mưu và cái tiểu sử của tỉnh Thất Bồng Lai bên anh Nguyễn Xin. Những cái thông tin bên anh Nguyễn Xin và bên gia đình nhà bé Diễm My thì mình không biết, nhưng mà thật sự là hôm nay mình đọc đây là của Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương đã có một cái thông tin và có một cái khuyến cáo đến tất cả mọi người. Rất mong mọi người hãy bình tĩnh và xử lý vụ việc. Nếu phát hiện những cái vấn đề gì sai trái thì có thông báo trên cái dòng địa chỉ và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đăng ở dưới cái bài viết. Rất mong mọi người ủng hộ. Thì sự việc đến đây cũng đã phần nào minh chứng rằng tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở thờ tự chính thống, và sẽ để cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về tỉnh Thất Bồng Lai và có một cái suy nghĩ khác hơn. Hiện tại bây giờ trên tỉnh Thất Bồng Lai thì rất là người hâm mộ và người yêu mến, nhưng những cái vụ việc lùm xùm vừa qua từ Nguyễn Xin không biết là đúng hay sai, hay là trên báo chí thống của Giáo hội Trung ương Việt Nam chắc cú là chính xác, và bên thông tin của Nguyễn Xin thì mình không biết là có chính xác lắm hay không, nhưng Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra là hoàn toàn những thông tin không thể nào mà trật được.
thì rất mong mọi người xem xét tình hình và có những cái động thái để chấn chỉnh lại những cái lòng tin tưởng của mình. Kênh Lực Tàng TV sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh Lực Tàng TV bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.